Xin chào tất cả anh em, rất vui được gặp lại anh em trong cái video ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Linh muốn chia sẻ với anh em đó là cái cách để anh em làm cái phiếu điện tử cho nó chuẩn nhất và nhanh nhất, chi tiết nhất để anh em nắm được, anh em thao tác trong cái những cái đơn mà giao hàng. Thì có một số anh em đặt cái câu hỏi là làm phiếu điện tử này mục đích để nhằm gì? Thì nhằm mục đích là đảm bảo được cái quyền lợi cho tài xế và khách hàng. Gáp mong muốn là anh em làm đúng theo quy trình để tránh trường hợp những cái đơn hàng mà có sự cố, thì Gáp có thể là những cái đơn hàng ứng cost á, anh em sẽ được Gáp bồi hoàn ha. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ anh em chi tiết để anh em nắm được cái thao tác này, để anh em làm cho chuẩn, để anh em lỡ như cái đơn hàng anh em sự cố thì anh em sẽ được Gáp bồi hoàn ha. Rồi bây giờ mình vô vấn đề luôn ha. Rồi đầu tiên là anh em sẽ nhận một cái đơn hàng gấp FS như thế này. Đối với những cái đơn hàng FS 2 giờ 4 giờ, có nhiều anh em hỏi là những cái đơn hàng 2 giờ 4 giờ có làm không? Thì tất cả những cái đơn hàng mà liên quan tới FS 2 giờ 4 giờ đều làm. Nhưng mà những đơn hàng gấp thì anh em phải làm từng đơn hết. Ví dụ như 2 giờ có bao nhiêu đơn thì anh em cũng phải làm tương ứng bao nhiêu đơn ha anh em. Rồi 4 giờ cũng vậy. Rồi bây giờ đây là một, anh em nhìn lên màn hình nha. Đây là một cái đơn hàng. Thí dụ đây là anh em nhận được cái đơn hàng ha. Rồi anh em, sau khi anh em nhận đơn hàng thì anh em chạy lại người gửi để lấy hàng. Thì sau khi mình lại người gửi thì mình sẽ bấm đã đến và mình gọi cho người gửi ra để giao hàng, đưa hàng cho mình đi giao ha. Rồi sau khi mình gặp đúng người đại người gửi á, cái thao tác này là thao tác lợi người gửi ha. Thì sau khi mình bấm đã đến thì gặp đúng người đại diện rồi thì mình sẽ gặp là đã gặp đúng người gửi thì mình sẽ bấm đúng ha, mình sẽ bấm là đã gặp đúng người gửi. Rồi xong sẽ chuyển qua là cái phần này, thì anh em nhớ là anh em phải thấy cái hình có hình chữ lấy đây nè, thì anh em bấm vô chữ lấy hàng ha. Anh em bấm vô chữ lấy thì nó sẽ chuyển qua là một chụp hình hàng, thì anh em đưa gói hàng lên anh trước camera anh em chụp, rồi báo bắt đầu là quét qua xác nhận ảnh. Rồi sau khi qua xác nhận ảnh thì nó sẽ hiển thị này. Nếu mà đơn hàng này mà có thu tiền mặt á, có khách hàng phải đưa tiền á, thì trên này nó sẽ báo số tiền. Báo số tiền thì anh em thu tiền từ khách ha, từ người gửi. Còn nếu mà không báo, để chữ không cần thu tiền mặt thì anh em không thu ha. Rồi sau khi mình chụp hình xong, ở đây nó đã để chữ đã lấy thì anh em lấy dùng tay vuốt qua. Cái này là vuốt qua nha. Vuốt qua hoàn tất lấy hàng. Rồi sau khi mà hoàn tất lấy hàng thì nó sẽ hiển thị ra cái thông tin người mình giao. Thì trước tiên mà Phan đã đi giao thì anh em phải bấm vô cái phần địa điểm nè để mình lấy cái mã đơn để mình làm phiếu điện tử ha. Sau khi mình lấy hàng rồi mình phải bắt buộc phải làm phiếu điện tử nha anh em. Rồi bấm vô địa điểm đây. Bấm vô địa điểm thì nó sẽ hiển thị thông tin ha, hiển thị thông tin đây. Anh em nhìn lên màn hình sẽ thấy cái chữ là màu xanh có mã số đây. Màu xanh lá cây nè anh em. Đấy, cái dãy số này nè là cái mã đơn hàng này ha. Và bây giờ thì Gáp đã một cái thao tác rất là đơn giản, đó là anh em chỉ cần nhấn vào cái chỗ sao chép đây. Đây hai cái hình vuông vuông đen đen nhỏ nhỏ nè, anh em thấy không? Đây, hai cái hình vuông vuông đỏ đỏ đây. Nó đen đen đây. Anh em bấm vô một cái thì nó sẽ tự động sao chép ha. Mình sẽ lưu vào bộ nhớ tạm, thì anh em bấm vô đây thì nó sẽ tự lưu ha. Sau khi mà bấm vô đây rồi thì bắt đầu là anh em chuyển sang mở trình duyệt Google Chrome, hoặc là anh em xài liên quan tới Google Chrome hoặc là internet gì đó, Safari gì của iPhone á, thì anh em cứ bấm vô đây, bấm vô Google ha. Bấm vô Google rồi anh em sẽ gõ vô cái chữ là phiếu điện tử ha. Anh em coi cái video này thì anh em cứ làm. Thì tới cái bước này á, đúng ra là Linh sẽ chỉ trước anh em, nhưng mà thôi cứ làm theo đúng quy trình đi, rồi tí xíu nữa lần thứ hai á, làm xong cái này là lần Linh sẽ chỉ cách anh em, là lần thứ hai là anh em sẽ không tìm kiếm kiểu này nữa, nó đỡ tốn thời gian và tạo cho anh em một cái đường link sẵn ở bên ngoài màn hình chính luôn ha. Đó, sau khi anh em vô trình duyệt Chrome thì anh em sẽ gõ chữ phiếu điện tử thì nó sẽ hiển thị lên cái chữ GraphFS Theme nè. Đó, cái dòng này ha. Phiếu điện tử nè,
Grab nè, chấm bat.net nè, anh em nhìn vô cái đường link này, anh em nhắn vô ha. Sau khi anh em nhắn vô thì nó sẽ hiển thị ra cái đường link như vậy ha. Thì nó bắt buộc là anh em phải đăng nhập cái Gmail vô ha, cái Gmail mà anh em đăng ký Grab á, Gmail nào thì anh em đăng nhập Gmail đó. Bấm vô cái chữ đăng nhập Google đây nè ha. Thì bấm vô chữ đăng nhập Google thì nó sẽ bắt anh em đăng nhập Gmail vô, thì anh em đăng nhập Gmail ha. Rồi, khi sau khi anh em đăng nhập Gmail thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này ha. Giao diện thế này thì anh em thấy cái chữ mã tìm kiếm không? Đây, cái hồi nãy là mình đã sao chép cái mã đơn rồi, đúng không? Nãy mình sao chép cái mã đơn rồi thì mình chỉ có việc là nhắn vô cái ô trống trống này này, cái chỗ mã tìm kiếm này, anh em nhắn giữ lâu và nó có sẽ hiển thị cái chữ dán, thì anh em dán vô đây, dán cái mã vô đây. Sau khi anh em dán vô mã vô đây thì nó sẽ hiển thị hệ thống á, khoan, bây giờ tới bước này thì Linh sẽ chỉ cho anh em cách mà để tạo cái đường link ở ngoài luôn. Tí xíu cái đơn thứ hai là anh em khỏi cần phải vô Google anh em tìm kiếm nữa, mà nó sẽ anh em chỉ cần click vô cái đường link tạo cái ứng dụng mía bên ngoài á, thì anh em nhắn vô là nó đỡ mất thời gian, nó sẽ ra giao diện này luôn ha. Rồi bây giờ để làm tới bước này thì anh em bấm vô ba dấu gạch ha. Đó, anh em bấm vô ba dấu gạch này nè, ba dấu chấm này nè, ba dấu chấm này trước ha, ba dấu chấm này nè anh em nhớ nha, bấm vô ba dấu chấm này. Rồi sau khi anh em bấm vô ba dấu chấm này á thì nó sẽ hiển thị vô cái dòng mục anh em chọn ha. Nhớ là ba dấu chấm trên góc màn hình bên tay phải nghe anh em. Rồi anh em bấm vô chữ thêm màn hình chính ha, bấm vào chữ thêm màn hình chính đây, đây anh em thấy cái dòng này không, thêm màn hình chính ha, đối với những điện thoại Android ha. Còn iOS thì nó cũng tương tự giống vậy, nhưng mà cũng là thêm vào màn hình chính ha anh em. Rồi, thêm vào màn hình chính, khi mà thêm màn hình chính nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì lối tắt, tạo lối tắt. Thì anh em muốn ghi cái chữ dòng này á, phiếu điện tử dễ nhớ cũng được, hoặc là để giữ nguyên như vậy cũng được ha. Rồi sau khi anh em ghi xong cái chữ phiếu điện tử này, anh em thêm, bấm chữ thêm đi. Rồi sẽ tự động thêm ha, tự động thêm vào màn hình chủ, là màn hình chính của mình á. Đó, sau khi anh em bấm thêm rồi, thêm màn hình chủ rồi, nó sẽ xuất hiện ở đây nè. Anh em thấy không? Xuất hiện ở đây nè. Đấy. Đấy, thì đây là mình tạo được một cái đường link để làm chuyên về làm phiếu điện tử. Thì sau khi anh em sau này á, anh em muốn làm cái phiếu thứ hai á, anh em chỉ cần bấm vô đây. Ra màn hình chính, nhìn vô đây. Rồi bấm vô đây ha. Bấm vô đây. Rồi bấm vô đây thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện giống như này. Rồi anh em dán vô cái mã đơn hàng ngay chỗ này nè anh em. Đó, chỗ mã tìm kiếm này anh em dán vô thôi. Đó, thấy không? Anh em dán vô thì nó, khi anh em dán vô thì nó lập tức nó sẽ cập nhật thông tin đầy đủ hết trơn khách hàng ở đây. Cái phiếu điện tử mà cái đơn hàng anh em nãy làm đây thì Grab sẽ động, anh em chỉ có nhiệm vụ là anh em chỉ dán vô thôi. Rồi nó sẽ hiển thị ra đây ha. Sau khi hiển thị ra đầy đủ thông tin, anh em kéo xuống cái cuối cùng ha. Cái cuối cùng đây. Thì ở đây nó một cái quan trọng nhất mà anh em dễ bỏ qua, những cái đơn hàng encode. Những cái đơn hàng encode á, Grab á, là không cho anh em chụp căn cước lại của khách hàng. Nhưng Grab vẫn anh em vẫn được phép là lưu lại cái căn cước, cái số căn cước á, 12 con số á, ở trên cái mục lưu ý nè anh em nè, thấy không? Cái mục lưu ý đây có 12 con số anh em. Nhưng đặc biệt là tránh trường hợp những đứa mà lừa đảo nó dùng căn cước giả, thì anh em nên nhớ soi cái căn cước đó, soi thôi, mình không được quyền chụp anh em. Tại vì quy tắc của Grab là không cho mình chụp thông tin khách hàng lại, thì anh em nhờ khách hàng á, người gửi á, những cái đơn hàng ứng code, tránh trường hợp mà bùng code, thì anh em nhờ khách hàng đưa cái căn cước ra, anh em coi đúng căn cước của khách không, mình không dùng điện thoại chụp lại ha, mình coi đúng mặt khuôn mặt không, căn cước này có cái màu khả nghi gì không. Nếu mà đúng người trong căn cước thì bắt đầu anh em lưu lại số, xin cái số này lưu lại. Lưu thì trong cái phiếu điện tử này nè anh em, lúc mà anh em lấy đơn hàng á, anh em lưu đây ha. Nếu mà nhanh quá, khách hàng đưa cho mình mà với tốc độ nhanh quá thì mình lưu lại trong bằng lưu ý, hoặc note về lại, tí nữa mình ra mình lấy hàng xong cái mình bắt đầu mình copy vô đây ha.
nhiều khi khách hàng người ta rất là dội, hoặc có chuyện gì đó người ta dội, người ta không có đứng để chờ mình phải nhập làm phiếu điện tử này kia, thì anh em xin khách hàng cho lưu lại cái số căn cước, rồi xong cái mình sau khi khách hàng đưa hàng mình xong họ đi vô ha, họ đi vô thì bắt buộc là mình note ở đây những cái đường hướng code ha. Sau khi mình xác nhận được cái căn cước đó nó đúng khuôn mặt của khách hàng ấy, thì mình note vô đây ha anh em. Cái bọn lừa đảo bây giờ nó cũng tinh vi lắm anh em ha, anh em nhớ cẩn thận ha. Rồi sau khi anh em note 12 con số ở đây nè, đối với những đơn hàng ứng code thôi, còn những cái đơn hàng bình thường thì không có code thì anh em cứ vô tư ha, khỏi lưu bằng này chi cho nó công. Rồi tôi chấp nhận điều kiện thì anh em tích vô đây. Rồi cái người mà giao hàng á, người giao hàng là anh em á ha, người gửi ha, người gửi hàng nè, đây là chữ ký của anh em nè ha, đây là chữ ký anh em bấm vô cây viết anh em ký ha. Còn người gửi á, người gửi hàng á, người gửi hàng thì họ đi vô. Những cái trường hợp này á có nhiều anh em hỏi là mình ký cho thay khách được không, nếu mà khách đi vô họ không thay, thì trong cái bộ quy tắc ứng xử á, nó có cái mục là giống như là trường hợp trời mưa trời gió khách không đi, không ký tên được á, thì anh em có thể thay thế ha, ký và anh em note vô cái phần lưu ý ha, là ký thay khách hàng ha. Đó, rồi sau khi anh em bấm vô đây anh em tạo ha, anh em bấm tạo, sau khi ký đủ hai chữ ký và tích vô đây ô trống đây, tôi chấp nhận là anh em tạo ha. Rồi sau khi bấm tạo ký đây xong rồi anh em bấm chữ tạo xong ha, rồi nó sẽ chuyển qua cái mục bên đây. Sau khi ký xong nó sẽ chuyển mục về trạng thái bình thường. Anh em thấy có ở trên này nó có ba dấu gạch đây nè, gạch ngang nè ha, ba dấu gạch ngang nè, thì anh em bấm vô. Rồi sau khi anh em bấm vô ba dấu gạch ngang nè, anh em bấm vô cái mục là lịch sử ha, cái phần lịch sử ha, cái đó là anh em chưa hoàn tất đâu, anh em mới làm cái bước một thôi. Bước thứ hai là anh em bấm vô ba dấu gạch và thấy cái chữ lịch sử, anh em bấm vô một lần nữa ha, bấm vô một lần nữa thì anh em sẽ thấy cái chữ lịch sử các đơn hàng chưa hoàn thành, thì anh em bấm vô đây cái ký tên một lần nữa ha, kéo xuống cuối cùng luôn anh em. Rồi bấm vô tôi chấp nhận và tôi chấp nhận, rồi xong đưa cho người nhận ký, nếu mà người nhận không ký thì anh em ký thay, thì anh em nhớ note lại ha, rồi nộp phiếu là xong. Rồi anh em nộp phiếu xong rồi bên đây lịch sử, khi nào anh em coi lịch sử đơn hàng là còn cái đơn nào không, không còn là lúc đó anh em đã làm phiếu điện tử thành công ha. Rồi đó là những cái bước mà để anh em thực hiện cái phiếu điện tử nó chỉnh chu và một cách hiệu quả nhanh ha. Rồi video đến đây cũng khá là dài, Linh cũng xin chúc cho anh em làm phiếu điện tử thật gọn gàng, thật là chỉnh chu, để anh em có tránh trường hợp những cái đơn hàng của go anh em được gáp bồ hàng ha. Rồi video đến đây cũng xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chúc anh em nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Linh cũng rất mong là anh em thấy video này hữu ích, tặng cho Linh một like. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận những video hữu ích của Linh gửi đến anh em ha. Rồi, bye bye anh em.